Xin chào tất cả mọi người, chào mừng những khách hàng yêu quý của kênh đồng hồ Hoàng Nhật. Hôm nay em xin gửi đến mọi người là 14 sản phẩm nha mọi người, 14 sản phẩm đến từ thương hiệu Seiko và Orient. Thì khi mọi người mua hàng của bên em thì bên em sẽ gửi cho mọi người một cái phiếu bảo hành. Bên em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng đối với đồng hồ pin và 12 tháng đối với đồng hồ cơ nha. Và trên phiếu bảo hành thì có tên cửa hàng, địa chỉ và cái số điện thoại của em. Số điện thoại này là số điện thoại duy nhất mà em sử dụng nha mọi người, không xài thêm bất kỳ số điện thoại nào nữa hết. Số này là số Zalo của em luôn á. Rồi phía sau em có một cái tờ giấy bảo hành, em sẽ bảo hành cho mọi người là 12 tháng đối với đồng hồ cơ nha và 6 tháng đối với đồng hồ pin. Phía dưới này em sẽ ghi tên sản phẩm nè, giá và ngày mua để em có thể bảo hành cho mọi người một cách tốt nhất. Rồi thì đầu tiên em xin giới thiệu mọi người một chiếc đồng hồ hàng trưng bày, hàng mới của Neos. Neos một thương hiệu đến từ Nhật Bản ha mọi người. Cái tag nó đây, bọc ni lông vẫn chưa tháo ha mọi người. Em này, chiếc đồng hồ này của nữ, hàng mới 100% không hợp nha, rất là xinh xắn luôn. Size ngang là 13, size dọc là 18, xe dọc là 18. Phía trên này có những đá viên đá xin kim cương nhân tạo nha. Phía trong một số này cũng có mặt cảm trai xà cừ, rất là đẹp. Đeo giống như một chiếc lắc vậy đó mọi người, đeo như đeo lắc vậy. Được mạ vàng BVD 18K đến từ thương hiệu Neos. Toàn thân là thép không rỉ nha. Máy pin 2 kim, có 4 cái hộp cho chúng ta làm dễ xem giờ nè. Em này mã số 1 giá 1 triệu nha mấy anh, mã số 1 giá 1 triệu mua về tặng cho mấy chị xinh đẹp của mình. Tiếp theo mã số 2, một em mã số 2 giá 1 triệu 8 nha. Em này thì size của nó là 37, size của em nó là 37. Kính là kính khoáng nha mình, độ mới còn rất là cao, cỡ 95-96% nha. Mặt trắng chảy tia, 3 kim và 2 lịch. Toàn thân dây vỏ là thép không rỉ và kính là em này là kính khoáng nha. Kính khoáng, em này là bản Z nha mọi người, bản Z nội địa nè. Made in Japan luôn. Giá em nó là 1 triệu 8, ở trên búa nó cũng có đóng Japan. Và trên cái phần ba lăng này nó có đóng dập chìm nè. Nó chữ Seiko hết mọi người. Và trên thân máy cũng có Seiko dập nổi nha, dập chìm nha. Ở phía trên kính thì nó đóng mắt in sa băng ở đây. Đó. Còn này trên góc 6 giờ có chữ sa băng và trên dây nó cũng có luôn. Đó, đây là bản nội địa. Giá em nó là 1 triệu 8 nha mọi người, giá em nó là 1 triệu 8. Rất là đẹp, mới 95-96% nha. Rồi, size 37, anh nào thích thì chốt giùm em nha mấy anh. Rất là đẹp cho một em đến từ thương hiệu nội địa. Tiếp theo, hai em này, một cặp hắc bạch vô thường nha, một em mặt trắng một em mặt đen, form dáng giống nhau nhưng mà một em sản xuất trước một em sản xuất sau, một em mặt trắng một em mặt đen, một em là lộ đáy một em là đáy kính nha. Rồi hai em này là kính khoáng, toàn thân là thép không rỉ, size đều là size 37 hết. Cả hai em đều size 37, mặt số là mặt caro nè, hai em đều là mặt caro hết. Một hai em này chạy máy tự động automatic 21 chân kính nha. Dòng máy của em nó là chạy là 7S26. Máy tự động hoàn toàn có 3 kim và 2 cửa số lịch. Nằm ở góc 3 giờ. Nó lịch nhảy bình thường nha mấy anh. Mấy những chiếc đồng hồ trong clip ngày hôm nay của em là chống nước hết nha, chống nước hết luôn. Mọi người đeo đi mưa đi tắm thoải mái. Thì những cái chiếc đồng hồ này em đã kiểm tra bằng máy móc hết rồi,
kiểm tra ok chuẩn em mới bảo đảm bao nước cho mọi người, chứ thường thì người ta không có bao nước mấy cái sản phẩm mà đồng hồ đã qua sử dụng đâu. Rồi, cái này em bao nước cho mọi người ha, mọi người đi mưa thoải mái, đi mưa rửa tay thoải mái, đi tắm thì mọi người cởi ra giùm em. Tại nhiều khi sợ mọi người dùng cái vòi xịt á, vòi xịt nó hơi mạnh thì nó vô nước, còn chúng ta dùng ca sối là bình thường, không có gì hết. Rồi, quay lại hai em này đều là size 37 hết nha, cùng chạy dòng máy 7S 36 luôn, ở 7S 26 luôn. Nhưng em này em nhầm, em này là máy 7009 mọi người ơi. Em mặt trắng này em máy 7009. Dòng máy 7S 26 nha, máy nè. 7S 26 nha mọi người. Đó. Nằm ở góc mặt số, nằm ở góc 6 giờ nè, để 7 7S 26 nè. Mặt trắng, caro, ba kim hai lịch, toàn thân là thép không rỉ, kính là kính khoáng size 37. Đáy là đáy kính nha, đáy là đáy kính. Dây zin nguyên bản. Rồi, em này là mã số 3 giá 1,8 triệu ạ. Tiếp theo em này cũng là em này mã số 4, y chang em đó luôn, chỉ khác cái mặt số thôi. Mặt số em này màu đen, caro đen. Em này cũng là 7S 26, đáy hở. Đây, đáy hở đây ha, 21 chân kính, dây zin. Lên tay cho mọi người xem, rất là đẹp. Tiếp theo em mã số 5, một em Seiko 5 Sport. Mã số 5, một em Seiko 5 Sport. Em này đã lên kính sapphire rồi nha mọi người, kính sapphire luôn, mọi người đều yên tâm. Size em này là size 38 ạ, size 38 nha. Kính sapphire, mặt màu xanh cửu long. Dòng ngoài thì nó có một cái dòng phúc á, dòng phúc bên ngoài 10 10 đến 60. Bên trong là mặt màu xanh trải tia, màu xanh đậm, chúng ta hay gọi là xanh cửu long đó. Mặt kính sapphire. Em này sport, chống nước tốt, chống nước 100 m, máy 23 chân kính nha. 23 chân kính, dây zin nguyên bản của Seiko. Máy hở lộ đáy nè. Em này là 7S 36 nha, 23 chân kính, chống nước 100 m, máy tự động. Size 38, anh nào thích thì chốt giùm em, còn rất là đẹp, ngoại hình còn rất là mới nha. Sáng bóng luôn, nó chỉ dính một hồi tài của em thôi. Rồi em này size 38, mã số 5, giá 2 triệu, anh nào thích thì lấy giùm em nha. Tiếp theo một em mã số 6, một em Orient Bambino. Em này là kính khoáng cong cổ điển, kính khoáng cong cổ điển, chạy ba kim và một lịch, mặt số màu đen, size 41 nha, mặt số màu đen size 41, còn rất là đẹp, độ mới cao. Dây linh kiện nhưng mà khóa zin nha, khóa zin Orient, dây linh kiện. Em này có hỗ trợ có tay nè, cọc số nổi, ba kim, một lịch nằm ở góc 3 giờ. Size 41 nha mọi người, size 41. Em này là đáy kính, đến từ thương hiệu Orient. Máy tự động, có hỗ trợ có tay ba kim một lịch, size 41, vỏ là thép không rỉ, dây linh kiện, khóa zin, giá 2,4 triệu. Kính công nha. Rồi 2,4 triệu cho em đến từ thương hiệu Orient ạ. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 một em Seiko 5 dòng Sport. Em này chống nước 100 m niềng xoay được nha, chống nước 100 m niềng xoay được. Dây còn rất là dài, dây zin luôn, giá là 2,4 triệu.
chống nước 100m dòng sport nè mọi người. Em đây cũng 3 kim và 2 lịch, dạ quang rất là sáng nha. 3 kim 2 lịch. Máy 23 chân kính, chạy máy 7S36, máy tự động hoàn toàn. Máy tự động hoàn toàn luôn. Chống nước 100m thì mọi người thoải mái và đi bơi. Bơi cạn cạn thôi mọi người, đừng có lặn nha mọi người, bơi nha. Dạ quang rất là sáng, mặt em này mặc màu xanh dương. Rồi, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, máy chạy chuẩn giờ. Size này là size 40. À, size 40 nha mọi người. Size 40. À, tay 15.5 mọi người xem tham khảo nha. Vỏ đẹp độ mới cao tầm 95%. Máy hở đáy, đến từ thương hiệu Seiko, nội địa Nhật luôn. Em này made in Japan nha, nội địa nha. Phía sau máy nó cũng có đóng đó nè. Nè, made in Japan trên kính nè mọi người thấy không? Trên búa nè. Nó một em nội địa size 40. Mã số 7 giá 2.4 triệu ạ. Chống nước 100m. Vỏ thép không rỉ, kính khoáng. Tiếp theo một em đến từ thương hiệu Sunrise. Sunrise này chắc không lạ vì gì với những khách hàng Việt Nam rồi. Một thương hiệu khá là thông dụng đối với những dòng giá rẻ mọi người. Nhưng mà con này em nhập là dòng cao cấp. Em này là tự động 4 kim, có 3 kim cơ bản giờ phút giây, một ô lịch được cắt diamond nằm ở góc 3 giờ. Những cọc số là những cọc số học trò nổi bật ha. Dòng phút nằm ở bên ngoài. Kính là kính sapphire, có ghi trên mặt số. Máy tự động automatic, có hỗ trợ có tay. Và cái kim thứ tư là cái kim chỉ 24 giờ ha mọi người. Đây, khi chúng ta chỉnh 24 giờ, khi cái kim này nó tới 24 giờ thì lịch nó sẽ nhảy. 23 nó sẽ nhảy qua 24 nè. Nè, đó, lịch nó nhảy nè mọi người. Đó, đó. Đó là chức năng của cái kim này ha, xác định là ngày hay là đêm. Giống như 2 giờ này là 2 giờ sáng, 2 giờ tối nè, thì chỉ như là 2 giờ sáng. Đúng không? Cái đầu của nó là cái đầu màu vàng này nha mọi người. Cái đầu màu đỏ là cái đuôi kim. Logo Sunrise ở góc 12 giờ, rất là nổi bật. Toàn thân em này là vỏ thép không rỉ nha, được mạ đờ bi vàng, nhìn rất là sang trọng. Mã số 8 giá 2.5 triệu, em này mới và không có hộp nha. Size 42 ạ, kính sapphire. Phía sau là kính khoáng. Đây. Đây là hàng trưng bày nha mọi người, hàng trưng bày nên là cái giá để vậy nè, nó làm khờn cái tem phía sau. Rồi ai thích em này thì chốt cho em size 42, mã số 8 giá 2.5 triệu nha. Tiếp theo mã số 9, một em đến từ nội địa Nhật nữa nè. Em này là dòng Seiko 5 quân đội bản 42, bản to á. Rồi bản quân đội thì em không cần nói nhiều nữa ha. Bền nè, đẹp nè, thông dụng nè, dễ sử dụng, đeo là chạy thôi. Bản nội địa nữa thì mọi người khỏi còn lo lắng lăng tăng gì luôn. Màu xanh thì màu xanh lục quân, rất là được nhiều anh em săn đón nè. Nói chung ai chơi mà đồng hồ cơ, mà dạng đồng hồ cơ mà chống nước rồi cũng mua con này hết. Rồi em này là thông số cơ bản của em, nó là size 42 ha. Kính khoáng, chống nước 100m, chạy máy là 7S36, 23 chân kính, nội địa Nhật, made in Japan, có 3 kim và 2 lịch. Vỏ là thép không rỉ, đáy máy lộ đáy, dây là dây NATO, dây vải, khóa là khóa zin nha mọi người, dây zin nè, dây khóa zin. Em này mã số 9 giá 2.8 triệu, size 42. Máy tự động, tích cót được 40 giờ nha. 40 giờ hay là 36 giờ vậy em quên, như là 36 rồi phải. Kính khoáng, toàn thân vỏ là thép không rỉ, dây NATO và khóa zin. Rồi,
size 42, mã số 9, giá 2,8 triệu ạ. Cho một em đến từ thương hiệu nội địa Nhật. Rồi tiếp theo một em này dây thép mã BVD đen và kim kim cọc mạ vàng, kim cọc mạ vàng. Nhìn nó rất là sang ha mọi người, màu đen mà đi với vàng thì nhìn nó rất là sang trọng. Và niềng em này xây được nha. Mà thuộc dòng cũng dòng sport, máy 7S 36 luôn, 23 chân kính luôn. Nghe tiếng dặn niềng thì nghe thấy thích rồi. Con này độ mới rất là cao nha, phải nói là phải bỏ hộp vô là nó thành độ mới á, nó không có vết trầy nhiều, không có vết trầy luôn á. Cái này là keo nha mọi người, keo nha, màu đen trầy thì mọi người dễ thấy lắm, trầy cái nó thấy nó lộ cái thép trắng bên trong liền. Em này không có nha, độ mới rất là cao, mới 99% luôn á, em dám khẳng định là điều đó. Ba kim, hai lịch và số học trò như chúng ta rất là dễ xem giờ nè, 9, 6, 9, 12. Lúc 3 giờ là để ô lịch rồi nên không có số 3 ở đây. 23 chân kính chống nước 100m nè, phía sau này nó còn cái tem đích, tem đáy nha. Thôi em để em lọt ra luôn. Đó. Chống nước 100m, máy 7S 36, 23 chân kính. Dây còn rất là dài, thoải mái cho mình tay 20 luôn á, tay 20 thoải mái luôn. Một ông em rất là đẹp, đen quyến rũ. Mấy cái này là dính keo nha mọi người. Ha, lao là hết nè. Rất là đẹp, 99%, đeo lên tay rất là sang. Mặt số 2 lòng luôn, dạ quang sáng, chống nước 100m. Em này mã số đâu có tiêu rồi. Em này mã số 10. Giá 2,8 triệu à. Đây. Nè, mã số 10 giá 2,8 triệu nha mọi người. Rất là đẹp. Mã số 10 giá 2,8 triệu, đẹp vô cùng luôn á, size 41. Phù hợp với em tay, anh em tay nhỏ hay tay to gì đều cũng được. Tay 15 là thấy em nó gọn hơn luôn. Mã số 10. Giá 2,8 triệu, size 41. Tiếp theo em mã số 11, giá 3 triệu, em này chạy dòng máy cao hơn, dòng máy 4R nha. 4R. Size 42,5. Size 42,5. Em này mặt số 2 lòng. Lòng ngoài là những đường tròn động tâm. Dòng trong là làm như cái vân vân carbon đó mọi người, làm giống như vân carbon. Logo Seiko nằm ở góc 3 giờ, chữ Automatic nằm ở góc 6 giờ và lịch nằm ở góc 4 giờ. Ở góc từ 10 đến 11 giờ là kim chỉ 24 giờ. Này, giống như chúng ta chỉ 12 giờ này. Đây, là 12 giờ trưa hả mọi người? 2 giờ trưa. Em này độ mới cao, 95%. Mới rất là cao, dây zin nguyên bản. Dây còn rất là dài, toàn thân dây vỏ là thép không rỉ. Em này có hỗ trợ, có tai, có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Rồi, size 42,5 ha mọi người. Máy lộ đáy, máy 4R37. Máy 4R37 nha. Chính hãng Seiko. Bên em không bán hàng phát, hàng giấy hay là hàng giả nha. Nếu phát hiện phát nhái giả, bên em sẽ hoàn cho mọi người gấp đôi tiền. Rồi, em này size 42,5 nha mọi người. Mã số 11, giá 3 triệu à. Tiếp theo mã số 12 là một em Orient. Em này có hộp ha mọi người, chỉ có hộp thôi. Dây linh kiện khóa zin nha. Dây linh kiện khóa zin. Khóa là khóa gạch, chống gãy dây của Orient nè. Khóa gạch, chống gãy dây của Orient. Bên trong có chữ stainless steel, nghĩa là thép không rỉ. Vỏ em này là thép không rỉ nè, kính là kính khoáng. Dây da, linh kiện. Đây. Em này là thích hợp mấy anh tay to nha. 35 năm. 37 năm. Thì cái con đồng hồ vuông này là tương đương với size 40-41 nha mọi người, size tròn 40-41. Tương đương xe tròn 40-41 nha mọi người.
Em này kính khoáng toàn thân dây vỏ là thép không rỉ, size vuông. Nãy em đo thông số rồi đó, 35 năm với 37 năm, tương đương với size 40 41 của hình tròn. Độ mới cao tầm 95%, kính không có trầy nha. Kính không có trầy. Có 3 kim cơ bản giờ phút giây. Và hai kim nữa đó là kim 24 giờ và kim kim thứ. À, thứ hai, thứ ba, thứ tư đó mọi người. Đây, khi lịch nhảy thì bắt đầu lịch lọc nằm ở góc 6 giờ. Và khi chuyển 12 giờ thì lịch lịch ngày và lịch thứ bắt đầu nhảy nè mọi người. Nó lịch thứ bắt đầu nhảy theo. Đó, nhảy qua thứ năm rồi đó. Em này tự động hoàn toàn, không có hỗ trợ có tay nha. Có lịch thứ, lịch ngày và 24 giờ luôn, đầy đủ các chức năng. Đáy kính phía sau đáy em thấy này ạ. À. Độ mới cao 95% nha. Không có gì để chê hết. Mặt số màu đen, nhìn giống như cấu trúc Bandai, nó có trắng có đen. Cọc số nổi, mặt vuông tăng. Em này mã số 12 giá 3 triệu ạ. Mã số 12 giá 3 triệu, nào thích thì chốt giùm em nha. Máy cơ tự động hoàn toàn. Mã số 13, mã số 13 là một em Seiko. Seiko hở tim, em này có đầy đủ hộp sổ nha. Đầy đủ hộp sổ. Rồi, em này là Seiko hở tim. Bản nội địa Nhật nè mọi người, Made in Japan ha. Em này rất là đẹp luôn. Nè, máy có hỗ trợ có tay. Vỏ đờ mi. Em này là toàn thân là thép không rỉ, vỏ đờ mi vàng hồng. Đờ mi vàng hồng nha. Kim cọc mạ vàng hồng luôn. Cái vòng bên này với cái vòng bên ngoài và dây này cũng mạ vàng hồng. Độ mới cực kỳ cao nha mọi người. Con này chắc 99% quá. Kính sapphire luôn. Em này là kính sapphire. À, mặt số màu trắng chải tia hướng về tâm. Có chỉ có 3 kim cơ bản và một cửa sổ hở tim nằm ở góc 9 giờ. Cho chúng ta thấy một cái bộ máy nó đang hoạt động giống như là một trái tim đang đập vậy đó. Phía sau là máy lộ đáy để lộ ra cái bộ máy 4R38A bản nội địa Nhật này, Made in Japan ở trên kính đây. Trên búa này thì có chữ Japan đây nha. Máy tự động có hỗ trợ có tay và có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Độ mới rất là cao và chạy độ chỉnh giờ rất là cao luôn. Độ chạy giờ rất thấp. Size 41,5. Toàn bộ thân vỏ em này làm từ thép không rỉ, được mạ một lớp vàng BVD lên đây ha mọi người. Một lớp vàng BVD đờ mi lên. Kim cọc mạ vàng hồng, núm vàng hồng. Máy lộ đáy, máy hở tim. Kính sapphire và kính sau là kính khoáng, size 41,5. Dây cũng rất là dài ha em, yên tâm. Hộp sổ dây cổ đủ cả. Giá em này là 4 triệu tư ạ. Mã số 13 giá 4 triệu tư cho một em kính sapphire đến từ thương hiệu Seiko và hở tim nha. Và cuối cùng clip của ngày hôm nay là một em Seiko World Time. Con này là con thứ 3 mà em bán rồi. Con thứ 3 em bán rồi. Con này rất là hot. Nói chung là nó hiếm nên là về con nào bán con đó ha. Đợt trước anh nào đặt em quên rồi. Con này cũng 4 triệu tư luôn nha. Em này chạy máy 4R. Này, có cái tem đích này làm 4R36 nha, nó làm M cái rồi. 4R36 24 chân kính. Em này là bản nội địa nè mọi người. Nó về để Made in Japan có đóng trên kính này nha. Trên búa cũng có. Và đặc biệt dễ nhìn nhất là nằm trên mặt số. Nè, góc 6 giờ, Made in Japan. Cái màu, cái nào của viền benzen này rất là đặc biệt nha mọi người. Nó nghiêng góc là nó đổi màu. Mặt em này màu đen, vỏ thì đờ mi vàng, kim cọc mạ vàng rất là sang trọng. Độ mới em này có 99% nha.
Mới này 99%. Size này 42. Đó, size 42. Máy có tai có hỗ trợ máy tự động có hỗ trợ có tai, nói hồi lộn luôn rồi. Máy tự động có hỗ trợ có tai. Em này là lịch hai thứ tiếng, đó là tiếng tiếng Nhật, tiếng Anh ha mọi người. Tiếng Nhật và tiếng Anh, mọi người muốn xài tiếng nào thì xài tiếng đó. Ha. Thì chính là nhét vô nắp là chỉnh lịch, đóng vào nắp là tiên chỉnh thứ thôi, thứ ngày. Đó, thứ ngày. Tiếng Anh nè, tiếng Nhật nè, tiếng Anh nè. Rồi. Xài tiếng Anh đi ha cho dễ, cái này là cái vòng benzene xài được. Bây giờ thế giới giống như chúng ta đang ở múi giờ nào và muốn xem thấy múi giờ nào không? Giống như mình đang ở múi giờ Bangkok là chung múi giờ với Việt Nam luôn, là Bangkok là múi giờ cộng 7, còn Tokyo Nhật Bản thì múi giờ nó là cộng 9, thì chúng ta sẽ cộng lên 2 tiếng để ra giờ của Nhật, ví dụ vậy đúng không? Giờ bây giờ chúng ta múi giờ chỉnh nó múi giờ Bangkok của chúng ta là đúng là chung với chúng ta là cộng 7 nè, thì nếu chúng ta muốn xem giờ ở Tokyo Nhật Bản thì ví dụ bên mình là 7 giờ thì bên Nhật Bản nó là 9 giờ. Đó, đó là cách sử dụng cái đồng hồ này như vậy. Giống như thì ở Dubai thì bên mình 7 giờ, bên Dubai nó mới 5 giờ. À. Rồi, em này size 42 ha mọi người. Độ mới 99%, có hợp thôi. Giá em này cũng là 4 triệu tư luôn. Mã số 14, 4 triệu tư. Và đây cũng là sản phẩm cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Mọi người có thích thì có để lại một like và một đăng ký cho cái kênh và ủng hộ em ra thêm những cái video tiếp theo nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bên em cam kết với mọi người là không bán hàng giả, hàng phát, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chỉ phục vụ cho mọi người những chiếc đồng hồ cơ chuẩn đẹp nhất có thể thôi. Rồi, xin cảm ơn mọi người và hẹn mọi người lại các clip lần sau ạ.